mình sẽ chọn season và các tên này, các diễn viên này. Việt Nam. Cứ thế đây. Chào. Ê cu. Dạ đại ca đây. Mày. Mày biết đấy. What the fuck? Bây giờ mình sẽ thử ghi Bellamy xem nó có biết Bellamy không. Yeah. Còn đây nè. Giờ nữa tao biết thừa. I'm done. Nguyễn Hà My. Quy đi, quy đóng ngoặc rồi, vừa ngoan vừa hiền, chung ruồi, đại ca Minh Tít, Quỳnh Cô, diễn viên kem xôi TV xinh đẹp, nó biết rồi. Tiếp theo sẽ đến Phương Oanh. Phương Oanh đẹp cu te dễ thương. Ghê đấy. Có ai khác không? Thử xem nào. Chờ tao nhé. Tomboy đẹp trai quyền phái idol của CTV. Mày làm sao? Mày làm sao đấy? Mày làm sao đấy? Sao hả? Vậy nói như là chị Ến là con trai nhưng mà như đàn chị đang sinh nhật yêu hết yêu anh pin rồi. Giờ sẽ đến Thu Quỳnh à, cái nữ diễn viên đóng vai Lan Cam em mình quên tên rồi. Xinh đẹp học loại. Sao mày vội, chúng ta nhớ thời để shop mới. Đẹp shop before success, shop ngay. Bạn mới 60k. Cà phê là ai rồi? Thành Hương, đây là Thành Hương. Thành Hương. Người dễ thương, học số được rồi rồi. Mày viết kiểu gì? Mày viết kiểu gì đấy? Mày viết kiểu gì ấy? Viết ra vậy cả. Từ giỏi mày. Mày viết từ giỏi. Từ giỏi thành. Thành từ rổ.
Giờ sẽ đến anh Đỗ Đỗ Duy Nam. Đỗ Duy Nam. Đỗ Duy Nam. Đẹp trai mắt nai. Giờ sẽ đến Việt Anh. Hot bài đẹp trai nhất thế giới. Vai thật. Đùa thôi chắc. Đó, ô đi về, ô mẹ đang đã nói tên về, nói đến mấy cái diễn viên Việt Nam mà mẹ nhảy sang mẹ nước Nhật đi mặc đồ, đang nói đến mấy diễn viên Việt Nam. Ngân Quỳnh. Mãi là của Châu. Biết chị đó là face của Sơn Na Na là không nhìn mặt cu đen muốn yêu liền bà mình. What the chết thôi chết xong mình lại lôi tên của vợ cái hàng Tân Thúy à ra rồi. Chết tôi chết mình thôi chết mình rồi xong mình lại lôi tên của Tân Thúy à ra thế các bà. Quốc Huy. Anh đấy nói đề văn rất dễ. Vâng, như vậy Sisimi hả bố cái con bố cái con Sisimi mất dạy thật. Hay con Sisimi con này để nói thật con này mất dạy rồi. Cái con Sisimi này mất dạy rồi quý ạ. Nói hay không nhỉ. Lê Phương thì mình thấy là Lê Phương vừa là ca sĩ vừa là diễn viên. Bữa trước bị nắm đầu đánh trước công ty P Plaza nè. Hoài Linh. Ông xây. Ông xây. Sau nhà thờ rồi đó. Chí Tài chết rồi. Nghệ sĩ Hải thường diễn chung với Hoài Linh và Hoài Linh là nghệ sĩ nổi tiếng. Tôi rất hâm mộ Hoài Linh. Báo đan. Tao đang nói đến Chí Tài. Mày bị làm sao? Mày bị làm sao thế hả? Ok đi. Đang cho con Sisimi. Con Sisimi thì nó nhét quảng cáo. Tao không chấp nhận lời xin lỗi của mày. Tao không chấp nhận lời xin lỗi của mày. Đây mày nói rất nhiều.
ra Hạnh Thúy. Thế là cô ấy hả? Rất đẹp, dễ thương, rất thông minh. Doãn Quốc Đàm. Là đâu biết giỏi, mặt dày khỏi nói, chửi nhau chỉ không ai định nổi. Mẹ đi, cái con Shishimi này mất dạy lắm rồi. Cái con Shishimi này mất dạy lắm rồi. Quen Lizzy. Dễ thương đáng yêu tốt lúc. Cái mày được. Hoặc con này mày được lắm. Thôi nhá, như vậy hôm nay ngày cuối cùng rồi. Hôm nay dù sao thì mình sẽ vứt cái cho cái app này, sẽ xóa giúp CCMI ra một giác. Thế nhá, bye. Mình xin kết lại video tại đây.